kỳ nhá. Vãi lìn thật. Con này. Thích đẩy không? Game là dễ. Mission success. Ui, cảm giác easy lâu mà lại là phụ. Ờ không, anh ngày nào một tuần trở lại đây toàn like Facebook mà. Trời đủ. Không để em một ngày xa anh. Gì? Định chơi Huy Tôn à? Mơ à? Tờ đi nick chim nhé, Huy Tôn chim chủng vào đây. Chim mẹ chóc. A chùm file là gãy răng rồi này, vào cứu A chùm file các mấy bạn này. Hộ giá đi chứ. Mẹ tìm Huy Tôn bá vãi lìm. Bán này 5 tỷ em chết mất. Mới mò lên cái mọi người tìm một Huy Tôn bắn mày nát đầu gaming rồi. Tuổi gì nhá, cover với bạn đấy. Thế thôi à, dễ vậy, trời đủ một quả bom mà mày xong mẹ mới chặn luôn. FC Huy Tu thấy chưa, ôi trời, tinh ảo ngon không cho em mượn bán với, có em mẹ có. Ôi ôi đừng tiết mục review hôm nay là sẽ là ai hết vậy. Đi tham thính thôi. Quá pô dễ bắn hơn. Toàn người mình vậy. Ủa? Một viên vào đầu không nói nhiều. Mày không điêu tí nào luôn. Ui sao. Mày vợ tu mà con chết mẹ. Cái gì thế? Điến à. Con này bắn hay nhỉ? Đủ phụ nó. Như thế giúp quả người spam spủ. Bắn toàn vào đầu ấy, headshot headshot. Harry à? Giơ tay ra làm gì thế? Thế là bạn hi he nhá. Em yêu cái biểu bảy chết mà ở đây. Ôi ôi ôi. Bắn đâu vậy? Nice shot. Vãi thật. Thấy tao. Lại dí do.
tung đầu bây giờ lại. Nó toàn thủ nhà thôi. Đây đây đây. Cái gì? Các hạ muốn nói cái gì? À, vãi lúa thật. Ui. Cảm ơn lại mày Vũ Xuân Kỳ nhá. Đồ anh để cái đấy là chỉ có em tặng làm sao ấy, chứ còn chả có ai tặng đâu. Ôi. Ôi. Địt con mẹ, chúng nó bắn nhanh thế. Khói lên không được. Khói lên không kịp. Hay ngon rồi. Cay vãi, chúng nó tới nhanh thật. Game này chúng nó chạy nhanh. Mission success. Huy quần què mới vãi điều. Ôi trời ơi. Bạn thằng bão số 5 này cay mình không? Biểu gì thế? Cái biểu gì thế? Ôi. Đâu rồi? Còn một à? À, chơi đủ. Game là dễ. 92 này, ui cày thế.